phó bằng cơ. Cháu người hết. Người hết á? Vâng. Thế cháu làm ở phố bằng nhá, nhà phố bằng à? Bây giờ cháu ở kép. Kép nhưng mà nhà cháu chưa có hết. Cô biết ai hết không? Ôi, hết thì không biết đâu. Ồ. Có thằng Kiều này, anh em bên vợ nó, anh em bên nhà cháu đây. Thế à? Thằng Kiều ấy. Kiều ngoài này chứ gì? Vâng. Thằng Kiều nó lấy đứa em, con nhà bà gì. Thế à? Vâng. Đấy. Đây hôm nào cô chú cứ ấy được thì xem hôm nào tham quan. Vì cái này nói nó phải thực tế quá. Mình cứ ra xem thực tế cả gạch ngói ốp lát. Gạch ngói ốp lát tất cả những cái đồ gì mình dùng đến. Ví dụ như là nói chung là lúc nào nó cũng khẳng định với cô là nó lúc nào nó cũng rẻ hơn ở khu vực mình. Cháu biết vào đấy. Cháu đi lấy vào nhà thằng Viễn này thì bảo nó làm ở đây cháu mới biết vào chứ không thì cháu không biết vào. Ở khu này cháu không chơi mấy nhưng ngoài kia bọn thằng báo thì chơi cùng cháu. Báo nào? Báo bóng nắng. À báo nắng này kia chứ gì? Vâng. Đội thằng đấy ngoài đấy bọn thằng Mạnh thằng Cương chơi cháu mà bạn mà. Ông đi đón cháu chắc một tí là. Vâng. Thì đó, tầng trên đã đổ đó. Thì thật ra tầng trên cô lấy cái ngói cháu quên lấy ngói tầng 13 kìa. Vậy nó lợp nó vừa nhẹ mái. Nó là hàng một đấy. Mà hai là cái tầng trên này mình cũng gọi chống nóng thôi. Chứ tầng kia tầng trên mình ở mấy đâu. Vâng. Đây cô phải như thế là đẹp chứ còn gì nữa đúng không? Lấy cái lại tổng về thì là đúng rồi. Như thế là ngói đẹp đấy, không phải là ngói xấu đâu. Thực ra là bây giờ cái nói hay nó không bằng thực tế cơ ạ. Nó cứ vẻ thực tế. Cháu đấy nhà. Chưa lột cái lại đấy, chả biết cái lại nào xấu mà chả biết cái lại nào rẻ. Vâng. Không biết cái lại nào đẹp. Đấy là như cháu ấy, là cái loại 2 kia nó rẻ hơn thật. Nhưng thực ra nó là loại 2. Loại 2 thì cái men miếng nó sẽ không được bằng cái loại 1. Còn nhưng mà ví dụ như nhà cô mà đi những cái hàng nó đắt tiền quá. Ví dụ như hàng cháu mà đưa 17 nghìn ấy. Không, là cái hàng 17 kia thì không, nó màu, nó đầy màu. Nhưng mà thực ra là nó cũng hơi lãng phí. Thì thực ra mình làm cái tầng 3 này nó hơi lãng phí. Người ta là không, mình lật số cũng cho nó dược số. Vâng. Cũng cho nó dược số để cái trần nó phải phải múc veo. Đúng rồi. Chống trần nhưng mà nó không, cái đấy lập nó khít khít luôn. Nhưng mà nó không dược số.